Vô luôn nghe chị. Mình đã đi cái con đường không bị bệnh má trình hồi hơn có một phút bị một phút khách bị ra làng quá trời dạ sao ăn nặng bầm hết chợ giờ ở gia đình chị nói chứ, chị nói không biết chứ.
Nó hơn luôn nha. Nó để không biết thì vẫn coi lại. Trên lận bị cũng nhiều đó, nhiều khách nói. Chưa thấy hạnh phúc rồi. Không vui. Em bị đau tim. Ai cũng sợ điều đó luôn á. Có được không? Phúc. Nhưng mà không đã thôi đâu. Cái kia là chắc là vay lãi rồi. Lúc đi xuống dưới thì sẽ thấy đường tối hơi tối không rồi. Mồm có mụn thì mà. Đi dừng cuộc chơi.
Ví dụ rong bột á. Chị chị uống để cho chị lọc bớt chất độc, người dạng độc quá. Mới rồi. Được, xin nữa đi. Thank you.